gì nữa? Có gieo rồi. Mình gieo được mà. Gieo được. Từ vô ăn. Cái này nhuông cái gì? Đồng rưỡi à, rẻ à. Tận chỗ kia nó bán 3,5 cái. Mì đó, tiệm mì á, cứ ăn mới ăn tiệm mì. Chỗ 2 đồng à. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.